Chí Quang, con đường này chưa phong ba bảo tháp, nhưng mỗi mình buồn. Ta cũng không quan tâm những chướng ngại trong mắt của thế nhân. Ta chỉ muốn cùng ngài cùng trời cuối đất mà thôi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi, sao ngài lại không hiểu? Tuy rằng ta không thể cùng cô trải qua những thế tục phàm trần, có được hạnh phúc như lẽ thường, không có nghĩa là trong lòng ta không có nàng. Cả đời ta sẽ mãi mãi không quên. Có khi là ỉn, có khi là đã được sướng nhất ấy nhỉ. Quả phụ thay tăng chứ. Chắc gì thời Teddy đã được ông giật răng cho như thế này. Cái răng bên cạnh nhá ông nhá. Đừng có cho nhổ nhầm toang. Nè cái đó. Đương nhiên là ta biết rồi. Chàng đưa con đi đi. Nàng đi trước đi. Hôm nay từ biệt, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Em còn muốn nhổ răng giống chị em không? Em muốn nhổ răng giống chị em. Em làm gì có răng, em mới có mấy cái à. Nếu để đi đây. Chúng ta có ngày gặp lại. Em yêu ơi. Xúc miệng nước muối đây. Răng của Teddy, răng của chị. Đây là cái răng. Chào mừng nàng tiên răng đến với ỉn. Nào dơ ra mẹ xem nào. Chụp ảnh cầm kỷ niệm với răng đi. Rồi xúc họng, rồi xúc thôi. Hả em thích nhổ răng à? Ông ơi nhổ răng cho cháu. Hôm nay lấy chả bò lấy đi. Cái chị nhổ răng ở đó đấy. Ôi giời ơi. Xoay xoay không? Vậy thì cứ cái bạn ok, đầy đạo giàu đấy anh ơi. Thôi. Phải rồi. Lúc đây thì ăn không được. Đây thì xem là con sữa. Đấy, ông Trang mượn băng dính. Thích thế nhở? Nào xem nào, cầm răng đây nào. Răng đâu em? Cầm nhé răng lại xem nào. Nhổ, cầm răng lên. Cầm răng lên nào. Đây, răng về tí rồi. Nào, nhìn răng nha. Nào, nhìn răng nào. Cầm cái răng nhá, cầm răng nhá. Nào, từ từ, chưa được em. Nhìn bây giờ mới chưa. Răng xuống, chuẩn bị thêm một cái răng cửa nữa hả? Chỗ nào? Chuẩn bị thay hết một loạt rồi.